Nếu anh em có nhu cầu mua poster 3 tỷ của Luffy kit lò mới nhất hoặc băng mũ rơm với giá chỉ từ 8k thì truy cập ngay Shopee BH Store nhé. Mua về treo tường thì hết bài luôn. Hình ảnh bao đẹp, ảnh tất tự chụp, nhà làm anh em yên tâm. Link shop tôi để ngay dưới phần mô tả và bình luận video nhé. Học tài thì rớt, cầm kỳ thì tạch, có lẽ không còn quá xa lạ với thế hệ trẻ Việt Nam. Dù bạn là ai, Quy Bu hay Chiến Thần, cũng đều đến lúc phải vượt qua những bài kiểm tra quan trọng. Nó không khác gì một cuộc chiến sống còn, nơi kẻ làm được bài sống sót, còn kẻ thi tạch cũng sẽ sống sót trong đau khổ. Gần đây, kỳ thi trung học phổ thông diễn ra lại khiến tớ bồi hồi nhớ về một kỳ thi cũng khắc nghiệt không kém, đó là kỳ thi viết Chunin trong Naruto, và thấy giữa chúng có một số điểm khá tương đồng. Vì thế hôm nay, mời anh em cùng Hokage Bi Huỳnh ngược dòng quá khứ, ôn lại kỷ niệm về cuộc thi Chunin của chú bé đần Naruto năm nào nhé. Bắt đầu video thôi. Nói sơ qua để chúng ta cùng nhau ôn lại bài tập một tí nhé. Kỳ thi Chunin dành cho đối tượng là các ninja Genin có thể thăng cấp lên bậc tiếp theo. Một năm nó chỉ được tổ chức 2 lần với sự tham gia của nhiều làng khác nhau tụ về một chỗ. Về mặt hình thức cũng giống như thi tuyển cấp 3 hay đại học vậy đó. Ai thi rớt thì thi lại đợt khác và đóng tiền ngu cho bộ giáo dục. Nhưng ở trong thế giới ninja, việc không thể leo lên Chunin sẽ dẫn đến việc mãi mãi bị người đời gọi là ninja hạ đẳng. Nghe là thấy bẩn rồi đúng không? Tuy nhiên, anh em đừng nghe một năm tổ chức 2 lần thì nó có vẻ dễ ăn. Cứ nhìn ông chú này đi, lớn tuổi thế này vẫn phải đi thi cơ mà. Thì có thể hiểu được mức độ khắc nghiệt của nó là như thế nào. Cuộc thi sẽ có nhiều vòng khác nhau. Song dù nhẫn độn của thí sinh có mạnh đến đâu thì đần độn mới là thứ cần kiểm tra đầu tiên. Thể hiện qua vòng thi viết tự luận Chunin. Bước lên sầu, anh em tàu đi đông như quần nguyên. Đi thi thì phải có bè có lũ. Đội 7, đội 8, đội 10 đã đến đông đủ, tụ họp những thể loại tiêu biểu nhất của làng thi cử. Chưa học chữ nào, cũng chưa học nhưng tự tin vì mang phao. Bất cần đời, ngắm crush là chính. Nhai chóp chép, bố đời thiên hạ, lù đù vác cái lù chạy, mang chó vào phòng thi. Các bọn đến sớm trước giờ, nhưng thay vì ngồi ôn bài thì lại tụm 3 tụm 7 để tán dóc ồn ào. Đến nỗi Kabuto aka Trần Tinh trong cổ tích Thạch Xanh, Fera bảo chúng mày có bé bé cái mồm đi không. Đây là lần thứ 7 anh già tham gia kỳ thi Chunin nên khá có tiếng với mấy thằng em non tơ. Đặc biệt Naruto rất ngưỡng mộ Kabuto, thi lại nhiều thì chắc phải rất am hiểu và giỏi giang lắm. Mày nói đúng ở đấy, đẳng cấp mới đi thi lại 7 lần chứ. Tưởng đâu anh già chỉ bảo mấy đứa em điều hay lẽ phải. Nhưng không, anh bắt đầu biểu diễn ảo thuật bằng lá bài dốc cơ. Quả nhiên không nên tin mấy đứa thi lại, nếu không muốn người năm sau mình gặp lại sẽ là nó. Tiếp theo, Kabuto giảng thêm về cuộc thi Chunin với sự góp mặt của 5 làng bao gồm làng Mưa, nơi tồn tại em gái Mưa trong truyền thuyết. Làng Cát, nơi hạt bụi nào hóa kiếp tần tồi. Làng Cỏ, nơi sản sinh là những thế hệ gặm cỏ thải cơm, hôm nào cũng là thứ hai. Làng Lá, nơi tổ chức kỳ thi năm nay với số lượng thí sinh đông đảo. Làng Thác, thề tôi không biết có cái làng này luôn á. Và cuối cùng, làng Âm Thanh, một ngôi làng với số cư dân đếm được trên đầu ngón chân. Khi thấy các đối thủ năm nay trông có vẻ khá nặng ký, hay nói đúng hơn là toàn lũ già đời hoặc sớm ấp thì lại, cả bọn bắt đầu hoang mang hồ Quỳnh Hương. Sakura thấy Naruto run như cầy sấy, định nói vài câu ăn nổi. Nhưng không, hóa ra anh nhà đang cười đắc chí. Mặc dù đéo học chữ nào, anh tôi vẫn tự tin tuyên bố trước toàn thể quan viên hay họ. Đúng là thùng rỗng kêu to, nhưng mà chịu thôi, biết sao được, phim này của nó mà. Thằng Nano cứ tưởng thế là ngầu, chứ người khác nhìn vào chỉ thấy chú hề. Giống như tôi khi thấy ngài Wheel Magic là hóa thân ngoài đời thực của Ajano cầu gì vậy đó. Cộng 1 nhìn Quy Bu súng đánh xã hội. Giờ Linh đã điểm, các giám thị lập tức có mặt tại phòng thi. Thôi bỏ sư rồi, nhìn mặt khó tính thế, phen này thân này nấy lo, anh em cổ chuối tình nghĩa xạo quân. Đầu tiên là bước phát số báo danh và ngồi đúng vị trí, cứ ngỡ cô này tan nhà nát cửa. May mắn được ông bà độ còng lưng. Anh Nanata ngồi kế bên Hinata, mà Hinata thì chắc chắn là đã học bài. Chủ khảo bắt đầu phổ biến quy chế thi, mỗi người có 10 điểm tương ứng với 10 câu cho bài thi. Với câu thứ 10 sẽ được công bố ở 15 phút cuối cùng. Cứ sai một câu, trừ 1 điểm. Đứa nào gian lận, phao phủng trừ 2 điểm. Và kết quả, đậu rớt căn cứ vào tổng điểm cả nhóm. Cuối cùng, nếu có thành viên của team nào không điểm thì tổ đội đó xác con mạ nó định luôn là chim cút về nhà. Năm sau gặp lại. Giờ thì tôi hiểu tại sao lại lắm người thi lại rồi. Cuộc thi chính thức bắt đầu, vì thi tự luận nên muốn làm lụi toàn C cũng chẳng được. Mục tiêu của Nano bây giờ chỉ cần đúng một câu chống liệt là được. Còn lại để Sasuke và Đào ngố gánh. Các cụ có câu, làm câu dễ trước, khó quá bỏ qua. Thế mà anh tôi dò tới câu thứ 9 rồi vẫn chưa thấy dễ ở khúc nào.
Tuy nhiên, không chỉ riêng Naruto, hầu như mọi người trong vòng thi đều như vậy, vì thực sự những câu hỏi này vô cùng khó, lại vừa sức giáo viên ra đề. Sau khi sử dụng chất xám, Sakura ngộ ra rằng kỳ thi lần này buộc các thí sinh phải dàn lận, kiểm tra năng lực thu thập thông tin chứ không đơn thuần là một cuộc thi viết tự luận. Về phần Nano rất muốn phao, nhưng nhìn dàn giám thị canh me canh chua hãi quá lại tiếp tục vò đầu bứt tai. Đang ôm đầu nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này thì Hinata quay sang bảo copy bài của mình đi. Ây à, dại trai hết sức à. Naruto mặc dù hơi nghi ngờ, sao em này tốt với mình thế nhở? Cơ mà chết đến nơi rồi thì sĩ diện ở tầm này nữa. Anh tôi hí hửng đang nhìn bài thì Hasagi, chiếc cú này lướt qua như một cơn gió. Tên thí sinh phía sau Naruto đã bị ghi nhận vi phạm đến lần thứ 5, tức là mất cả 10 điểm. Hắn cùng đồng đội chính thức bị loại bỏ khỏi cuộc thi, hẹn năm sau gặp lại. Hinata: hối thúc chép nhanh đi, không là chết cả lỗ bây giờ. Anh này nhà ta, mặc dù sợ phọt mạ ra quần, vẫn phải bật chế độ văn mẫu. Một ninja chân chính như mình làm sao có thể làm trò con bò như này được. Rồi nở một nụ cười trắng sáng tài trợ bởi kèm đánh răng PS. Nói cứng vậy thôi, thật ra sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Ngày sau đó là hàng loạt những pha đồ sát thí sinh đến từ bàn giám thị. Nhiều sĩ tử đã thành tử sĩ trong vòng 30 giây. Tuy đã sàn lọc khá, nhưng vẫn còn rất nhiều chúa tể trong vòng thi vẫn đang copy paste không khác gì cái máy. Những nhãn thuật Byakugan lẫn Sharingan bắt đầu thể hiện độ bất bẩn của mình. Ino sử dụng thuật hoán đổi vị tâm trí lên Sakura copy bài. Gaara thể hiện sự bố đời khi nhìn trộm bài công khai bằng con mắt thứ ba. Ông Kiba vẫn còn mang chó phòng thi à? Thanh niên làng âm thanh lắng nghe tiếng bút suy ra đáp án. Shino dùng ruồi để địa bài. Tenten dùng một chiếc gương trên trần nhà phản chiếu bài của người khác. Ảo thế nhở, đang thi mà sao lại trèo nó lắp gương được nhở? Còn 15 phút cuối, chủ khảo bắt đầu đưa ra câu hỏi thứ 10 của đề thi. Trước hết, nếu ai chọn trả lời câu 10, đúng thì có điểm, nhưng sai thì sẽ bị tước quyền thi thăng cấp Chunin ở những năm kế tiếp, mãi mãi ăn đời ở kiếp Genin quen. Còn nếu mà chọn không trả lời thì tương đương với việc ăn trứng ngỗng, tức là không điểm. Vậy nói lý ra, 9 câu vừa rồi sẽ vô nghĩa nếu như câu thứ 10 chúng ta không làm được bài. Đứng trước áp lực quá lớn, rất nhiều người nghe theo tiếng gọi của sếp. Anh xin đưa tay rút lui thôi, trách ai bây giờ đây, chúng ta không qua được môn. Thế nhưng, chắc không ai phải đấu tranh nội tâm nhiều như anh Nai nhà ta, khi với ước mơ trở thành trưởng thôn thay thế Hokage bị huynh. Nếu hôm nay trả lời sai câu 10 thì coi như cuộc sống này bế tắc. Naruto sau một hồi suy nghĩ đắn đo đã giơ tay sừng phòng, khiến mọi người kinh ngạc. Đập bàn mà phát rõ to, đứng lên chống chặt tuyên bố anh sẽ trở thành Hokage bằng cách này hay cách khác chứ không bao giờ bỏ cuộc. Phim này anh đóng vai chính cơ mà. Chỉ trong phút giây ngắn ngủi, Naruto đã chứng minh bản lĩnh cháu tác giả là như thế nào, mà bất an trong phòng thi đều tan biến. Hết giờ, chu khảo công bố toàn bộ người còn lại trong phòng thi đều đậu vòng 1. Hóa ra, cái cuộc thi viết chỉ để kiểm tra sức chịu đựng tinh thần và khả năng thu thập thông tin của các thí sinh mà thôi. Nói cách khác, thằng nào vua lì đòn ngồi cắm rễ ở ghế là qua môn, nhanh gọn lẹ. May mắn là cả bọn đã đậu kỳ thi viết. Mặc dù vẫn có đó những bài thi năng lực khác, nhưng qua được vòng 1 là mừng rớt nước mắt rồi, thiệt cho đánh nhau đi chứ còn học hành mạnh mệt vãi biểu. Liệu các vòng tiếp theo của kỳ thi Chunin sẽ còn tấu hài như thế nào đây? Anh em hãy cùng nhấn nút like, nếu đủ số lượng like 10k thì tớ sẽ làm phần tiếp theo nhé. Và đó là tất cả những gì mình muốn đem đến trong video lần này. Đúng là trong cái khó ló cái ngu, suýt nữa thì hành trình trở thành trưởng thôn của Nano đã dừng ở tập 25. Trong thế giới nhẫn giả, nơi các loại nhẫn thuật nắm chùm, thì việc có những bài thi viết như này thật sự đúng là ác mộng đối với mỗi ninja. Ngay cả tớ làm Hokage mà tớ còn sợ thi mấy cái trò như thế này. Nếu anh em thích series hoài niệm thì hãy biết làm gì ở đấy. Tớ là Bi Huynh, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo nhé. Bye bye.